Nếu anh có yêu nói đi là gì? Chị Mập thân chào tất cả các em. Hôm nay chị lại tiếp tục quay lại cái những cái hàng mà ngày hôm qua chị Mập chưa quay xong. Thì trước mặt chúng ta nó sẽ có những cái cặp như thế này. Đây là cặp gấu và thỏ. Cặp gấu và thỏ thì em này có giá là 370 ha. Những cái em này khi mà chưa cắt ấy, thì có giá là 350. Hôm nay nó đã được giảm xuống do là bên đó họ giảm, thì bên chị Mập cũng sẽ giảm. Hôm bữa là chị Mập bán 390 thì còn lại là 350. Còn những cái em mà cắt ra như thế này, những cái em mà cắt ra như thế này nè, họ cắt, họ tự cắt nha, bên họ tự cắt ra và họ để trong cái bịch như thế này này đó, thì những cái em này sẽ có giá là 250 một cặp. Nó rất là mềm, siêu mềm và siêu chậm tăng luôn. Nó có sẽ có giá là 250 một cặp. Những cái em mà chưa cắt ra thì sẽ có giá là 350 nha. Bạn nào muốn mua, tại vì thường là chúng ta mua về thì chúng ta cũng sẽ cắt ra. Hoàn toàn là không phải là hầu như, mà chị Mập thấy là đa số là mua về là chúng ta sẽ cắt ra để thành được hai bé như thế này. Nhưng em này cũng phải đã cắt ra rồi, có giá là 250 ha. Rồi cái em 6 bé như thế này. Cái em 6 bé như thế này thì có giá là 390 nhé. Có hai màu khác nhau. Có hai màu khác nhau, một màu vàng và một màu thì nó có đen đen như thế này. Có giá là 390 ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến những cái bé đậu hũ như thế này. Chả biết thấy họ gọi là đậu hũ vậy chứ chị thấy đâu phải là đậu hũ, chắc kiểu cái miếng vuông vuông như thế này xong họ gọi là đậu hũ. Thì gồm có em cáo, em gấu, gấu ôm dâu màu trắng và gấu cầu vồng. Rồi em như thế này. Đó. Thì em này có giá là 390 một em nhé. Em này có giá là 390 một em như thế này ha. Nó rất là mềm. Hàng này thì chúng ta không thể nói về cái độ chậm tăng rồi. Đây. Đó. Ở trong nó còn có một cái bịch nữa. Hình như là hầu như cái nào ở trong nó có một cái bịch. Có giá là 390. Thì khi mà các bạn coi những cái hàng chính hãng này ấy, thì các bạn có thể lục lại những cái mẫu, những cái clip cũ. Thì bên chị Mập có quay cả cái hàng giống như các bạn nào bình luận ấy, hàng basic cơ bản ấy, hàng cơ bản, hàng thường là chị Mập có bán ha. Các bạn cứ vào đấy để xem. Còn những cái hàng này thì nó hơi mắc một tí, cho dành cho các bạn nào mà sưu tầm hàng chính hãng thì chị Mập có về đủ thể loại luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta qua mẫu khác ha. Mẫu tiếp theo là mẫu bánh cuộn này. Mẫu bánh cuộn này có giá là 370 một em. Có giá là 370 một em. Gồm có, nó có nhiều màu lắm nhưng mà chị Mập về được có 3 màu thôi, hồng, xanh và vàng thôi nha. Đó. Rồi chúng ta qua mẫu khác nha. Mẫu này có giá 370. Rồi chúng ta sẽ qua những mẫu này. Hôm nay chị Mập phải quay một lúc nhiều mẫu như thế này để cho nó clip nó ngắn lại, tại vì nhiều lắm. Rồi chị Mập, cái mẫu này chưa về bao giờ thì chị Mập sẽ đưa cái mẫu này ra để review cho các bạn xem. Thì nó là gồm một bánh búp đinh như thế này. Ở trên nó có một cục bơ. Thì nó có nhiều màu ha. Màu hồng, màu xanh, màu vàng. Màu hồng, màu xanh, màu vàng. À về có 3 màu thôi. Màu hồng, màu xanh và màu vàng. Thì cái em này như thế này đây. Siêu mềm và chậm tăng luôn. Những cái hai luôn này thì các bạn sưu tầm thì các bạn không phải lo về cái độ chậm tăng của nó nhé. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 370 ha. Rồi chúng ta qua cái mẫu này. Thì mẫu này là mẫu cupcake. Thì hôm bữa là chị Mập có review rồi. Có giá là 370. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái mẫu pizza. Cái pizza này thì chị Mập hôm nay về được 3 màu. Về được 3 màu các bạn nhé. Về được 3 màu. Màu này và màu trắng. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 390. Cái em này tuy nó mỏng thôi nhưng mà nó siêu chậm tăng. Chị Mập sẽ đưa ra để review cho các bạn. Cái này không biết chị Mập đã review chưa. Đó, siêu mềm và chậm tăng. Và cái mùi của nó thì các bạn yên tâm đi, mùi siêu thơm. Ở dưới đây là cái license. Hầu như là album nào nó cũng có cái in license nổi hết trơn ấy. Đó, gồm những cái hạt vịt cuốt, chuối, cam, lá bạc hà rất là xinh. Lá bạc hà hay rau thơm gì đó. Rồi mình qua mẫu khác ha. Rồi chúng ta sẽ đến 3 mẫu, 4 mẫu. Đó là mẫu máy game. Máy game thì hôm nay chị Mập về nhiều màu lắm. Có cả màu trắng nữa. Hôm bữa không có màu trắng. Hình như là màu trắng này nó hơi hiếm hay sao. Mà mấy lần trước chị Mập mua hình như là không bao giờ có màu trắng. Chỉ có màu hồng, màu galaxy, màu cầu vồng thôi. Nên nó về màu tím và màu trắng nữa nhá. Thì em này chị Mập bán có giá là 350 một em ha. Có giá là 350 một em. Còn cây kem này thì sẽ có giá là 390 một cây như thế này. Có gấu và có một em ngựa unicorn. À không, em gì á. À hình như ngựa unicorn có kiểu cái sừng nè. Đó thì có giá là 390 ha. Rất là mềm, siêu chậm tăng luôn.
Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ qua những cái quả táo như thế này. Đợt trước chị Mập có về rồi, có giá là 350 nhé các bạn nhé. Quả táo như thế này, táo này thì có một cái đầu lâu ở trên đây, và đây là một cái màu tím, màu lầy lạ. Đợt trước chị Mập chưa về màu này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua kem kẹo bông. À, cây kẹo bông chứ phải kem. Kẹo bông này thì chị Mập đã từng về rồi đúng không? Kẹo bông này thì có giá là 370 nha. Rồi mình qua mẫu khác ha. Quay nhanh như một cơn gió vậy. Rồi chúng ta sẽ đến mẫu này. Thì đây là một cái mẫu bánh kẹp gấu có giá là 370. Hôm bữa chị Mập về và đã hết, hôm nay về lại ha. Em này có giá là 370 một em như thế này. Chị Mập đã từng review cái độ chậm tăng của nó rồi. Một em cừu như thế này có giá là 370 luôn. Chị Mập cũng đã từng review cái độ chậm tăng của nó rồi ha. Và tiếp theo là cái em này nữa, đã về lại tiếp ha. Chị Mộc cũng có review rồi. Một em gì đó, em kem, em bánh gì đó. Đó, rất là xinh. Rồi, và chị sẽ review lại cái, chị sẽ review cái trà sữa này. Cái trà sữa này thì chưa về lần nào, thì chị Mộc sẽ review cho các bạn xem cái độ chậm tăng của nó ha. Đây là một cốc trà sữa gấu như thế này. Đó, rất là xinh luôn. Và cái độ chậm tăng của nó thì siêu chậm tăng luôn nha. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 370 một em như thế này ha. Siêu đã. Chúng ta sẽ đến những cái em này. Những cái em này thì chị Mập về lần nào bao nhiêu cũng hết hết á. Hôm nay chị Mập lại về lại. Có dâu hồng và dâu đỏ nhá. Màu trắng thì chị Mập cũng đã từng review cái này rồi. Tuy nhiên thì màu trắng chị cũng lôi ra để bóp. Thì em này chị Mập bán có giá là 390 ha. À, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tới những cái dĩa mà chứa một cái bé trứng mèo ở trên đây. À, em này chị Mập bán có giá là 370 thì nó có nhiều loại, một có nhiều mẫu trứng Galaxy, dĩa Galaxy, dĩa hồng, rồi dĩa nâu, dĩa cam, nó có nhiều loại dĩa lắm. Thì đây chị Mập bán có giá là 370 một em ha. Rồi tiếp theo là chúng ta đến cái mẫu này, hình như là chị Mập chưa có về cái này bao giờ đúng không? Thì em này có giá là 350 và đây là một cái bánh vòng, hoặc là có thể gọi là bánh donut của hàng iBloom. Thì cái độ chậm tăng của nó này, wow, đã lắm. Các bạn nhìn thấy không? Siêu chậm tăng và mềm luôn. Nó rất là thơm ha. Thơm mùi bánh mì mà kèm bơ, có vị bơ nữa, rất là thơm. Thì em này chị Mập bán có giá là 350 nhé. Rồi, chị Mập có một em cừu của Urim. Một em phao cừu này có cầu vồng và Galaxy. Cầu vồng và Galaxy thì em này bên chị Mập bán có giá là 290 một em như thế này ha. Xinh lắm, rất là dễ thương luôn. Nó như màu trắng mà mình không muốn lôi nó ra sợ nó dơ. Rồi, chị Mập có một em cáo của hãng iBloom có giá là 350 một em cáo như thế này. Siêu đã. Lười mở bọc quá. Rồi, chúng mình qua mẫu khác nha. Chúng mình qua những cái mẫu thập cẩm như thế này. Nó còn sót lại những cái mẫu thập cẩm như thế này. Em cá của series hồng này có giá là 200.000. Em canahe của cái bọc BBE nhìn thấy được như thế này thì có giá là 270. Và em tiếp keo nánh răng này có giá là 250 ha. À, những cái này nó còn sót lại một cái thôi. Rồi đây là một cái donut của hàng Bunimaru có giá là 250. Cái này thì là nó rất là hiếm rồi, siêu hiếm luôn. À, em này chị Mập đợt trước đã có về rồi, có giá là 350 một em. À, em đánh cầu lông như thế này, em đánh cầu lông như thế này, à, có giá là 350 luôn ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến cái này là cái cây kem ốc quế mà hôm bữa cái bánh kẹp chứ, cái bánh crepe, không phải bánh kẹp, bánh crepe. Thì em này có giá là 370 một em và trái chăn cũng 370 luôn. À, đây có một cái em này, nó siêu xinh, nó về được một em này và không biết là cái bao bì, à cái bao bì của nó là nằm ở cái bánh, cái bao bì kia. Ừ, hôm bữa mình thấy rơi ra một cái không biết là cái gì. Thì cái em này nó bị defect như thế này. Tuy nhiên thì cái mẫu nó xinh đấy, chị Mập khoe cho các bạn xem thôi. Chứ cái này chị Mập cũng không bán nhé. Nó xinh lắm. Kèm một cái lớp kem này rất là xinh. Rồi đây là một cái bánh kem còn sót là một cái bánh kem duy nhất màu trắng, có giá là 390. Chúng ta đến cái mẫu bánh này. Chị Mập chưa về bao giờ. Cái mẫu bánh này chị Mập chưa về bao giờ. Nó rất là xinh. Mềm ơi là mềm luôn. Một cái mouse như thế này. Ở trên khi chúng ta nhìn thì nó gần giống như là một cái màn thầu của cái hàng này trước chị Mập có về rồi. Màn thầu này, wow, cái màn thầu này bao defect luôn. Đây. À, chị Mập so sánh cho các bạn xem thôi. Nó gần giống như cái hình dáng ở trên thì nó gần như thế. Nhưng mà ở dưới thì thay vì là cái khớp khách, à, thay vì là nó sẽ có một cái miếng giấy ở dưới đây đúng không? Có cái miếng giấy ở dưới đây giống như là cái mẫu này, giống như cái mẫu bé này. Cái mẫu
mẫu bé này chúng ta nhìn thấy là hai cái nó y chang nhau này. Tuy nhiên thì cái mẫu bé này ở dưới nó sẽ có một cái lớp giấy như thế này để chúng ta bỏ lên. Còn cái này thì nó được làm liền luôn bằng cái khối bánh luôn. Trời nó thơm mùi sô cô la. Mình đang thèm cà phê thì chớ. Cái em này thì có giá, cái em này này có giá là 390 một em, nó siêu mềm luôn. Và khi chúng ta bóp như cái này, chúng ta bóp cái bánh này ấy, chúng ta sẽ có cái cảm giác là mình không sợ, không phải nương tay một cái bất cứ gì hết. Tại vì khi mà chúng ta bóp những cái em có hình thù góc cạnh ấy thì chúng ta sẽ phải nương tay nó. Còn cái này chúng ta nhồi bóp nắn tha hồ. Thì em này có giá là 390, còn em này có giá là 290 này. Đó, bé tí mà mắc nhờ. Đó, có giá là 290 và chỉ có một em duy nhất thôi. Còn cái màu này thì chúng ta sẽ có 3 màu, 4 màu, màu này, màu hồng và màu galaxy ha. Đó, chúng ta sẽ có 4 màu. Rồi, đây là một cái bánh dứa của iPlum. Nó có 2 màu, màu vàng, màu truyền thống và màu sô-cô-la. Bánh dứa này chị Mập bán có giá là 370 một cái nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến những cái em Yummy Bear. Thì Yummy Bear chị Mập có rất là nhiều loại Yummy Bear. Đây là chị Mập thấy có một em Yummy Bear từ thời đầu tiên. Từ thời đầu tiên em này chị Mập thấy nó là lạ. Từ năm 2017 thì cái design của nó là từ năm 2017. Thì nó kèm một cái thác là một em chim cánh cụt như thế này luôn. Siêu xinh ha, dễ thương nhờ. Đó, ở trên thì độ một cái trái tim. Những cái em như thế này thì chị Mập bán có giá là 390. Và các bạn sẽ phải chấp nhận rằng nó sẽ có những cái defect là nó, ví dụ như nó nứt da. Như cái này chị Mập chưa thấy nó nứt đây, nhưng nó có thể là sẽ bị nứt da. Tại vì là nó sản xuất lâu rồi, chứ không phải là hàng người ta chơi rồi đâu. Đây, đó, rất là xinh luôn. Có em Yummy Bear cá. Và có một con, một mụ Yummy Bear hải tạc này. Em này có giá là 290 nè. Em này defect ở trên đây một chút xíu. Thì cái này chị Mập sẽ để lại để sưu tầm luôn. Đó, thủy cướp biển gì này, cũng có giá là 390 luôn nha. Rồi, giờ đây chúng ta sẽ đến những cái mẫu lớn của đào. Những cái mẫu lớn của đào, những cái mẫu lớn, không phải là mẫu mini nữa ha. Thì bây giờ chị Mập sẽ giới thiệu đến những cái em đào, đào heirloom như thế này. Đào nó có 3 size, size mini, size vừa và size lớn. Size mini, size vừa và size lớn như thế này. Đó, đây, chị Mập sẽ gỡ ra cho các bạn xem một cái. Đào này là những cái mẫu đào này là những cái thời đầu tiên khi mà bên iBloom người ta có cái mẫu đào như thế này, người ta làm, người ta sản xuất cái mẫu đào này. Thì đây là cái mẫu đầu tiên, những cái mẫu đầu tiên. Còn những cái mẫu sau này thì nó sẽ là cái kèm bao bì như thế này. Đây cũng là của iBloom mà size vừa thì sẽ là bao bì này, còn size lớn thì là bao bì này nhá. Nó có rất là nhiều loại luôn. Và vậy khi mà chúng ta mua thì nó sẽ có rất là nhiều loại cho chúng ta chọn lựa. Đó, từng loại đào, từng cái hình, từng cái giấy này, có những cái giấy khác nhau nữa. Rồi, em đào lớn này thì bên chị Mập bán có giá là 390 một em đào lớn như thế này nhá. Em đào lớn này thì có giá là 390. Còn em đào nhỏ, em đào vừa, em đào vừa này thì có giá là 290. Và em đào mini có giá là 190. Thì đây là hàng sale của bên họ. Bên họ bán có giá là 750 bạc. 750 bạc, bây giờ 100 bạc có giá là 80.000. Chưa tính tiền phí đổi tiền từ bên mình qua bên đó. Từ bên mình qua bên đó thì khoảng chừng có khi có chỗ họ lấy 4%, có nơi chỗ lấy 7% ha. Đó, các bạn cứ tính ra. Ôi, em này đi phát nặng luôn ấy. Em này không bán, bỏ ra thôi chứ. Bắt ra. Thì lớn có giá là 390 và vừa có giá là 290 và nhỏ thì có giá là 190 nha. Nó có thêm một cái bao mẫu này nữa. Nó rất là nhiều mẫu. khó để mà phân biệt nhiều mẫu quá. Rồi, mình sẽ đến đào của hãng Bunimaru. Đào của Bunimaru thì chị Mập có hai cái này rất là mắc cười luôn. Bên họ bán có giá là 690 này. Thì bên chị Mập bán có giá là 390 một cái đào nhỏ. Đào lớn và đào nhỏ thì có giá là 290 ha. Và cái đào này chị Mập bảo mắc cười ở chỗ là như thế này. Đây là những cái quả đào giới hạn của họ nhé. Đào giới hạn, họ làm giới hạn thôi. Thì nó được mặc một cái quần chip như thế này. Nó được mặc một cái quần chip như thế này. Và cái lớn thì nó sẽ có một cái quần chip trắng. Chồng nó mắc cười quá. Mặc như nào đây trời. Đây. Đây nó như thế này ha. Một cái quần chip như thế này rất là xinh. Thì em lớn này có giá là 390 và em nhỏ thì có giá là 290 nha. Chúng ta lại tiếp tục đến những cái em chuối như thế này. Chuối này chị về rất là nhiều rồi. Mỗi một shop nào mà chị săn lùng được, chị mua về được thì đều mua về là hết ngay luôn ha.
Thì em này chị Mập bán có giá là 550 một em. Tất cả các màu luôn, màu nào cũng 550 cả. Màu nào cũng vậy. Đây có một em chuối nâu. Những cái em này, phiên bản này thì họ làm thường là ít, cho nên là nó sẽ là hàng giới hạn. Thì nó hơi hiếm so với những cái màu kia một chút xíu. Thì em này chị Mập mua bán với có giá là 550. Chúng ta đến những cái mẫu mà nó sẽ trong hộp như thế này nha. Thì chúng ta sẽ có một cặp mèo Taco. Chị không biết tên gì. Takoyaki, đọc theo cái này. Thì cặp mèo này, hôm bữa chị Mập có nói là chị Mập không review, không lôi ra được. Tại vì là đã bán cho các bạn rồi. Còn cái này thì là em nhím chơi, cho nên là chị Mập đã gỡ ra để review cho các bạn xem. Thì cặp này chị Mập bán có giá là 420 một cặp như thế này ha. Gói kỹ quá. Rồi đây. Thì hai em mèo nó sẽ không được dính liền vào nhau. Hai em mèo này không dính liền vào nhau mà được tách rời ra. Không có giống như những cái cặp kia. Những cái cặp kia thì khi chúng ta về chúng ta phải cắt ra. Thì bên hông của nó sẽ có cái khuyết điểm. Còn hai em này thì không bị cắt ra. Và cái hình dáng của em là như thế này đây. Rất là xinh luôn. Đó. Siêu chậm tăng và mềm. Hai em đều là một cái sự chậm tăng giống nhau. Tại vì là hai em này là đều là một chất mà. Mỗi em sẽ có một cái lacer ở dưới đây như thế này. Đó thì em này bên chị bán một cặp như vậy. Có giá là 420 một cặp nhé. Rất là xinh đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một em Mochi hải cẩu nằm như thế này. Là một em gì không biết. Em này là em gì? Em hổ. Một em hổ hồng. Đó. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 350. Và em Panda thì có giá là 350 luôn nha. Em Panda chị Mập còn một cái nữa. Hôm bữa chị Mập có giới thiệu rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến một lon nước Sidley. Lon nước này ngày xưa khi mà lúc mà mới ra và bán có giá là 900 mấy, 700 mấy luôn. Bên chị Mập bán có giá là 390 một cái lon nước như thế này ha. Một lon soda này rất là xinh nè. Theo chị Mập biết thì cái Whisky Silly này là phiên bản này thì hình như là nó là của Mỹ. Chúng ta sẽ có một cái hộp mèo như thế này. Tuy nhiên thì hộp mèo này chị Mập lôi nó ra nó đã bị đứt chân. Giống như chị Mập lôi con cún kia ra nó cũng đã bị đứt chân rồi. Cái này mình khỏi review đi ha. Rồi chị Mập có một em khỉ chuối. Một em khỉ chuối như thế này đây. Đầy đủ kem, đầy đủ thác. Và tất cả các phụ kiện của nó luôn. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 350 nhé. 350 một em khỉ chuối như thế này. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái em hamburger. Hamburger của Yumino như thế này. Hamburger của Yumino như thế này. Ở trong nó gói như thế này đây. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 190. Siêu chậm tăng và mềm luôn. Không nhúc nhích nó. Cái chất của nó gần như con cừu Yumino mà chị Mập đang sale, đang bán có giá là 80.000 đấy. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ qua, cuối cùng trong cái hộp này chúng ta sẽ qua là em chim này. Chim này thì bên chị Mập bán có giá là 550 một em. Nhưng hôm bữa chị Mập có nói là từ đầu các bạn mua về thì thấy mắc, nhưng mà khi mà mua về một con rồi thì lại muốn sở hữu nguyên một bộ luôn. Cái này nó siêu mềm và siêu chậm tăng luôn. Cái chất của nó rất là đã. Đó. Trước mặt chúng ta là những cái em bắn cuộn này. Cái em bắn cuộn này là size jumbo nhé các bạn nhé. Và cái này ấy thì cảm nhận của chị Mập là hiếm. Nhưng các bạn nếu mà các bạn tìm được thì các bạn cho là không hiếm. Nhưng mà chị tìm rất là lâu rồi. Và hôm nay chị đã tìm được chỉ có 3 cái thôi. Chị sẽ lôi cái màu hồng này ra chị chơi. Tại vì là màu hồng này là chị để lại. Thì chị sẽ lôi ra để review cho các bạn xem cái độ chậm tăng của nó. Còn có nhiều bạn khi mà hôm trước chị Mập live stream ấy thì các bạn nhờ chị mua. Thật sự là chị Mập không mua được. Chứ chị mua về chị bán thì chị cũng có cái lợi nhuận ở trong đó mà. Nhưng mà tại vì là chị không mua được nữa cho nên là chị không dám nhận. Thì cái chiều dài của nó rất là dài. Một gang tay của chị Mập thì tầm là 18-20. Đây, nó chắc khoảng chừng 24-25. Chắc khoảng chừng 25. Và nhìn nó rất là đã này. Các bạn nhìn xem này. Và hàng này là hàng mới 100% nha. Hàng mới. Nó sản xuất lâu rồi nhưng mà nó là mới. Tại vì là chưa ai review và chưa ai bóp vào thì nó sẽ là mới. Thì bên em này bên chị Mập bán có giá là 650 thôi. Rất là rẻ đúng không?
hồi trước nó giá 1 triệu mấy lận, và bây giờ thì chỉ có giá là 650. Mà cái này là tại vì là chị mua được ở cái shop đó, nó ở vùng sâu vùng xa cho nên nó còn, cho nên là nó mới có cái giá đấy thôi. Chứ nếu như mà chúng ta mua ở trên web thì bây giờ trên web chúng ta không thể nào mua được, tại vì nó không còn hàng ấy. Đó, thì nó sẽ có 3 màu, màu đen, màu panda, màu trắng và màu hồng này, panda hồng này. Panda hồng này chị Mập để lại chơi, còn cái này, hai cái này thì chị Mập đã bán hết rồi nhá. Rồi, chúng ta lại đến những cái hộp như thế này nữa. Những cái hộp như thế này nữa thì nó đã không còn chỗ để chị Mập trưng thêm những cái hộp này. Thì đây là một cái hộp của hãng Sanrio. Đâu? À, cái này chị Mập nhầm, của iBloom. Tại vì chị nhìn những cái hình thù này chị cứ nghĩ là của Sanrio, không phải. Cái này của iBloom. Thì em đây là một em gấu trắng rất là xinh. Em này có giá là 420 một em. Xinh chưa? Siêu xinh luôn, chỉ duy nhất, chỉ có duy nhất một em thôi. Chị Mập về chỉ duy nhất được có một em thôi, không có để mà về, chứ không phải là chị Mập chỉ mua bằng đó nhá. Đây, và một cái hộp nó như thế này đây, rất là xinh. Nó, cái series của nó hình như là nó sẽ có 4 hay 5 bé như thế này, 4 bé. Nó sẽ có như thế này và chị Mập mua được một em màu trắng. Rồi, tiếp theo thì trong cái series hồi nãy mà cái em bánh cuộn ấy, thì sẽ có một cái em này cũng cùng cái series, cùng cái đợt sản xuất đó luôn. Đây là một em bánh sừng bò, sừng bò hay sừng trâu gì đó, cũng có giá là 650 luôn nhá, cùng cái bộ series của nó. Và tiếp theo thì chị Mập sẽ đến cái em khỉ này. Em khỉ này mở đầu nào, ôi dán hết rồi. Em khỉ này thì chị Mập bán có giá là 350, tại vì nó bị mất một cái thác rồi. Hàng thì không lỗi lầm gì cả, nhưng mà nó mất một cái thác, chị Mập sẽ bán là 350. Ôi, cái lũ bên kia ổn quá. Rồi, tiếp theo là một em sushi. Sushi như thế này. Mà cái thác của nó đâu rồi? Cũng mất thác rồi. Thôi, mất thác rồi, không bán rồi, để lại đi. Rồi, tiếp theo là chị Mập sẽ khui cái set này ra ha. Đây là một cái donut khổng lồ. Một donut khổng lồ. Có giá là 650 một em như thế này thì rất là rẻ, siêu rẻ. Hồi trước có bạn nhờ chị Mập order 1 triệu không trăm bao nhiêu đó, về tới mình là cả phí và nữa là ra gần 1 triệu 2. Hồi đợt có bạn nhờ chị Mập order về đây gần 1 triệu 2. Đó là chị Mập thanh toán tiền dùng thôi ấy, chứ không phải là bảo là chị Mập bán để lời vào đấy mấy trăm nghìn đâu. Thì đây là một cái đô lốt rất là to. Cái này chắc 25 xăng, rất là to luôn. Thì em này có giá là 650 nhá. Chị Mập đến những cái bánh gối của hãng Cutie và hãng iBloom. Có một cái bánh gối muối của hãng iBloom, còn những cái bánh kia thì là của hãng Cutie. Là cái design của nó là từ năm 2011. Đây là một cái ổ bánh của nó. Các bạn xem nó siêu mềm và siêu chậm tăng luôn. Rất là đã. Thơm mùi bánh nha, thơm nồng nặc mùi bánh luôn. Đó, đây. Cái này là chị Mập sẽ để lại chơi, tại vì cái bao bì nó hơi cũ so với những cái khác một chút xíu. Đây là của mẫu Cutie, còn đây là của iBloom. iBloom thì nó là một cái bánh muối. Một cái bánh muối thì cũng có giá là 490 một cái luôn. Những cái này thì họ đã sản xuất rất là lâu rồi. Họ sản xuất rất là lâu rồi nhá. Có giá là 490 một cái như thế này. Siêu đã. Rồi, chúng ta sẽ đến những cái mẫu to như thế này. Đây là một chỗ này, những cái mẫu này đều là của hãng iBloom. Thì nó mô phỏng theo kiểu như là bánh dứa hoặc là cái màn thầu. Thì đây một cái nó rất là lạ. Ở dưới đây nó cái này nó lại bè bè ra kiểu này. Đó. Chị Mập bán em này có giá là 390.000 một em này như thế này ha. Rồi, cái em bánh này chị Mập không biết nó gọi nó là bánh gì nữa. Nó gồm có hai màu, một cái màu nâu. Trời ơi, nó hơi mùi sô-cô-la. Một cái màu nâu và một cái màu cầu vồng. Ở trong đây ấy, nó có cái kiểu những cái nhân nhân của nó là màu xanh. Và nó siêu chậm tăng các bạn ạ. Siêu chậm tăng như một cái khối gì ấy. Trời ơi, nó đã. Em này chị Mập bán có giá là 420 một cái như thế này nhá. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái bánh dứa này. Cái bánh dứa này nó sẽ to hơn cái bánh dứa này. Bánh dứa này chị Mập bán có giá là 370 đây. 350 đây. Và cái bánh dứa này chị Mập bán có giá là 490. Cái này là siêu to khổng lồ ha. Không hẳn là siêu to khổng lồ đâu, nhưng mà trong cái hàng iBloom ấy, đối với những cái bánh dứa này, về cái dòng bánh dứa như thế này thì nó là cái loại to jumbo ha. Thì em này có giá là 490 nha. Rồi, đây có một là cái bánh dứa nữa mà size chung. Cái bánh dứa size vừa
thì có giá là 390 nè. Rất là mềm và siêu chậm tăng luôn ha. Rồi bây giờ mình qua mẫu khác nha. Chị mập có những lặt vặt, tại vì nó về ít, nó không có nhiều. Thì đây là một cái bánh mì, một cái bánh này. Ở chị bán có giá là 350 một cái bánh như thế này. Đây là size bé, size bé hơn cái size đợt trước nữa, đợt trước to hơn một chút xíu. Đợt trước thì size đó là 390. Rồi tiếp theo là chúng ta cũng qua cái bánh như vậy luôn, nhưng mà đây là size to hơn nữa, size siêu to. Đây, wow, size siêu to luôn. Và chúng ta bóp nó rất là đã. Thì em này có giá là 400 nhé. Wow, trời ơi, sướng tay luôn. Rồi, mình qua mẫu khác. Thì tiếp theo là chị Mập sẽ qua cái mẫu bánh này. Hình như hôm bữa chị Mập có về, có giới thiệu đến nó rồi. Tuy nhiên thì cái này nó được tháo bọc ra sẵn, và chị Mập sẽ review cái này cho các bạn xem ha. Đây là một cái sô-cô-la siêu mềm và siêu chậm tăng luôn. Không, cúp điện rồi. Siêu mềm và siêu chậm tăng luôn. Đó các bạn nhìn này. Wow, rất là đã luôn. Cái này chị Mập bán có giá là 490 một cái nhé. Rất là đã. Wow. Thơm. Thơm siêu mùi sô-cô-la luôn. Rồi, chị Mập có hai cái bánh của hãng Chawa. Cái này có giá là 290 một cái, có hai màu khác nhau ha. Chị lười gỡ cái giấy của nó ra quá, lười gỡ cái dây để review quá. Có giá là 290. Rồi, chị có một em mèo này của cái gì ấy. Rất là xinh. Không biết cái hãng này thế lạ quá. Rất là xinh, chị Mập bán em mèo này có giá là 290 luôn. Rồi, một cái bình su của bình su này của gì, Jingle Bell. Ừ, một cái bình su của Jingle Bell thì có giá là 650 một cái bình su này nha. Rồi, chị Mập có một cái sô-cô-la. Một cái sô-cô-la này. Sô-cô-la này thì bây giờ nó rất là hiếm rồi. Nhìn nó như một cái bàn phím máy vi tính ấy. Này chắc là hàng của hãng Nhật. Ừ, chữ Nhật kìa. Tại vì thấy nó không có chậm tăng mấy. Cái này khỏi bán đi, không chậm tăng mấy. Rồi, đây là những cái bé cuối cùng. Chị Mập lười quay rồi, mệt rồi. Những cái bé cuối cùng này. Đây là một em đầu ngựa của hãng Kibru. Một em đầu ngựa này của hãng Kibru có giá là 190.000 một em như thế này nhé. Rất là xinh luôn. Em này được sản xuất từ năm 2018. Ủa, Kibru giờ này họ vẫn còn ra những cái mẫu cái sim mà nhờ. Đây, đây là một em ngựa của hãng Kibru có giá là 190.000. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ qua một cái em này của hãng Popula. Một cái em này của một hãng Popula có giá là 250 không defect nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái em cừu này của hãng Popula luôn. Thôi, nó màu trắng thì mình sẽ không gỡ ra, nhưng mà nó như vậy mình không nhìn thấy nó là cái gì nhỉ. Đây, một em cừu trắng như thế này. Trắng màu ngà ngà ấy. Có giá là 350 một em của hãng Popula này luôn. Rồi, chúng ta sẽ qua một cái bánh dứa. Một cái bánh dứa này có giá là 550. Có giá là 550, không lỗi lầm gì nha. Có giá là 550. Và tiếp theo, cái verdict của ngày hôm nay đó là một quả đào này. Một quả đào này là của hãng Topshop. Một quả đào của hãng Topshop thì cái này gỡ ra sao ta? Quả đào này của hãng Topshop. Chị Mập đã gỡ ra được nó rồi. Ơi nhầm, quả bưởi chứ. Ở nãy giờ sao cứ nói quả đào. Đây, nó kèm một cái thác. Thì đây là cái whisky đời đầu tiên của Topshop khi mà họ mới dạng như là họ mới dấn thân vào thế giới whisky ấy. Thì một quả đào này. Ơ quên nhầm. Một quả bưởi này siêu thơm mùi bưởi luôn. Nó thơm nồng nặc mùi tinh dầu bưởi ấy. Đó, và nó siêu thơm nồng nặc mùi tinh dầu bưởi. Đó, và nó siêu chậm tăng luôn. Cái bóp quả này nó rất là đã. Quả này nó rất là đã. Và cái quả này nó rất là hiếm. Chị khẳng định là cái quả này nó siêu hiếm. Khẳng định một câu luôn. Không dám nói là tìm không được đâu. Sẽ có người la. Nhưng mà tìm nó khó. Chị tìm mãi nó mới ra được. Đây là nó từ những cái gân bưởi luôn. Từ những cái gân bưởi nó nổi nổi. Giống như là khi mà mình bị nổi da gà ấy. Nó nổi những cái gân bưởi. Nó y chang như vậy luôn. Không khác gì một quả bưởi thật luôn ấy. Siêu đã luôn này. Wow. Rồi,
Video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cố gắng xem nhé, nó hơi dài tại vì nó nhiều quá, chị Mập không cắt ra nhiều clip được. Thôi chị Mập đăng một clip luôn. Bạn nào muốn mua thì chúng ta chụp màn hình lại rồi cùng nhắn tin cho chị Mập để mua nha.